Tuy là năm thứ ba thực hiện năm trật tự, văn minh đô thị, thế nhưng trên nhiều tuyến phố của quận Cầu Giấy, Hà Nội đã và đang xảy ra hiện tượng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ xe tràn lan, gây mất mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. Ghi nhận tại các tuyến phố như Xuân Thủy, Đỗ Quang, Yên Hòa, Nguyễn Thị Định, hiện tượng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, làm nơi kinh doanh buôn bán, đậu đỗ, trông giữ xe diễn ra tràn lan. Nhiều điểm, các xe ô tô vẫn ngang nhiên đậu đỗ ngay bên dưới biển cấm. Qua 2 năm thực hiện năm trật tự, văn minh đô thị, tình trạng lộn xộn, lấn chiếm vỉa hè lòng đường, treo biển bảng gây mất mỹ quan đô thị được dẹp bỏ. Nếp sống văn minh đô thị của người dân thủ đô có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, trong năm thứ 3 này, thực trạng lộn xộn, vi phạm trật tự lại tiếp tục diễn ra tràn lan trên nhiều tuyến phố của Hà Nội nói chung và Cầu Giấy nói riêng. Mặc dù là năm thứ 3 thực hiện năm trật tự, văn minh đô thị, nhưng tình trạng lấn chiếm hành lang vỉa hè, lòng đường tại địa bàn Cầu Giấy vẫn ngang nhiên diễn ra. Đâu đâu, người dân cũng thấy cửa hàng kinh doanh, các xe ô tô vô tư lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, cụ thể như cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm C khoản 3, điểm E khoản 4 điều này. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với cá nhân, từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với tổ chức có hành vi chiếm dụng giải phân cách giữa của đường đôi làm nơi đẩy xe, trông giữ xe, bày bán hàng hóa, để vật liệu xây dựng, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm A, điểm D, khoản 4 điều này. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa, sửa chữa xe, rửa xe, đặt treo biển hiệu, biển quảng cáo, làm mái che trên lòng đường đô thị, hè phố, hoặc thực hiện các hoạt động, dịch vụ khác trái phép trên lòng đường đô thị, hè phố, gây cản trở giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm D, điểm D, điểm E, điểm G khoản 4, điểm B khoản 5, điểm A khoản 6 điều này. Dù là năm thứ 3 thực hiện năm trật tự, văn minh đô thị, thế nhưng những hình ảnh khiến cho người dân không khỏi nghi ngờ về sự buông lỏng quản lý của một số bộ phận nào đó ở chính quyền các cấp, các ngành chức năng của quận Cầu Giấy trong việc xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn.